Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chuyên mục bản thân tìm kiếm sự tiếp theo của chúng ta. Và trong tuần này thì có một thông tin vô cùng hot đang được mọi người quan tâm khá là nhiều. Đó chính là trên fanpage của chúng ta đã đăng bài thông báo về giải đấu quần lông tranh bá sẽ lùi lại vòng thi đấu chính thức của chúng ta là vòng đấu đầu tiên. Vậy lý do vì sao mà chúng ta lại phải lùi giải đấu này thêm một thời gian nữa thì bây giờ anh em sẽ cùng tìm hiểu qua bản tin tìm kiếm số này nhé. Trở lại với lý do tại sao giải đấu quần lông tranh bá phải lùi lịch. Theo thông tin nhận được từ ban tổ chức, đã gặp rất là nhiều khó khăn trong khâu đăng ký khi có nhiều tuyển thủ đăng ký sai tên nhân vật, bang hội như trong bản tin số 3 cũng đã đề cập đến, dẫn đến việc thời gian thi đấu vòng 1 phải lùi lại một tuần so với dự kiến ban đầu. Cụ thể thì lịch thi đấu vòng 1 sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 17 đến hết ngày 18 tháng 6. Trong tuần vừa qua thì fanpage tìm kiếm 3D của chúng ta đã có một cuộc khảo sát cộng đồng với mục đích nâng cao chất lượng game. Khảo sát đã nhận được hơn 400 phản hồi đóng góp. Thay mặt cho đội ngũ vận hành và phát triển game thì Bường xin được cảm ơn những đóng góp của các bạn và hứa sẽ làm cho tình hình 3D ngày một tốt hơn. KS Hải Quan, tượng đài của tình kiếm 3D, nhà vô địch với những thành tích vô tiền khoáng hậu chưa từng có một lần biến điều không thể thành có thể. Đó chính là trở thành người đầu tiên đạt mốc 100 triệu lực chiến. Hãy cùng chúc mừng cột mốc đáng nhớ này với KS Hải Quan nào! Chuỗi event cặp đôi diễn ra trong 3 ngày liên tiếp đã kết thúc bằng một buổi livestream cực kỳ thú vị, nơi mà Bống và anh Safi đã quay thưởng và trao giải cho các cặp đôi dễ thương của chúng ta. Anh em có muốn có thêm những event cặp đôi như lần này nữa không? Nếu có thì hãy để lại bình luận phía bên dưới cho Bống để Bống biết nhé. Vậy là thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục bản tin tìm kiếm số này của chúng ta. Các thông tin hot nhất của fanpage tìm kiếm 3D cũng như là cộng đồng sẽ được liên tục cập nhật ở bản tin tìm kiếm. Hẹn gặp lại mọi người vào bản tin tìm kiếm số tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Nếu thấy hay, xin hãy bấm like và để lại bình luận phía dưới. Bấm vào đăng ký kèm nút chuông nho nhỏ ngay bên cạnh để ủng hộ kênh YouTube của Tình Kiếm 3D, đồng thời nhận được mọi thông báo của chúng mình trong thời gian tới nhé.